Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất vận trình tốt xấu đan xen cần phải kiên trì. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão thấy rằng vận trình của người tuổi Tuất có sự tốt xấu đang xen, còn giáp này cần có quyết tâm cố gắng, đồng thời cách hành xử cũng nên phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn dưới tác động của cục diện nhị hợp, người tụ tuốt xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Bạn khá hăng hải khi bắt tay vào công việc cũng như nhận được sự ủng hộ của người khác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, còn giáp này dễ mắc phải những lỗi sai khiến cho công việc bể tắc. Đây là lúc mà bạn cần cổ phủ mình tiến lên trở bỏ cuộc dựa chân. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động tháng này khá thích hợp cho việc hợp tác làm ăn. Xong, bạn cần có con mắt tình đời để nhận ra ai là người đáng tin cậy, ai là kẻ lừa đảo tìm cách tiếp cận để lừa gạt bạn. Dù làm công việc nào, có vị thế ra sao, bạn cũng trở nên nóng nảy, bất cần, kẹo rơi vào cảnh hào tài tổn của, thậm chí vướng phải rắc rối pháp luật phương diện tình cảm thì khá ảm đạm do chiều ảnh hưởng của ngũ hành tường khắc. Bạn và nửa kia, ai làm việc của người ấy không quan tâm và trò chuyện cùng nhau thường xuyên nên trước kia. Chính vì thế mà mỗi quan ngày ngày càng trở nên lạnh nhạt. Với người độc thân, bạn cũng có những tổn thương trong quá khứ. Chính vì vậy mà bạn chưa sẵn lòng để đón nhận tình yêu mới xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất qua từng phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Ất Mậu, sự nghiệp của người tuổi Tuất lên bổng xuống trầm do nhiều tác động khác nhau. Đây là thời điểm bạn cần hết sức bình tĩnh, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng. Một khi đã bắt tay vào công việc thì nên cố gắng đến cùng đầu thẳng bạn thường cảm thấy hằng hải nhưng muốn thực hiện nhiều công việc khác nhau để khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Với mỗi quan hệ rộng rãi, bạn cũng nhận được sự đồng thuận và cổ vũ của nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, con đường dẫn tới thành công chẳng bao giờ dễ dàng. Quá trình thực hiện hóa các kế hoạch không tránh khỏi những thách thức, trong đó có những trục trặc mà bạn chưa thể ngờ tới đây là lúc bạn cần nhắc nhở mình phải mạnh mẽ đối diện và quyết tâm tới cùng để hoàn thành mục tiêu đã vạch ra. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm mộ và hung tinh thiên hình, bản mệnh lại càng phải cần phải cẩn thận. Dù giữ được vị trí nào đi nữa, bạn cũng trở nên đặt cái tôi cá nhân của mình lên quả cao. Khi có ai đó góp ý, bạn cũng nên bình tĩnh lắng nghe để nhận ra điều mình còn chưa làm tốt. Chỉ khi không ngừng hoàn thiện bản thân, bạn mới có thể tiến bộ hơn từng ngày. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi tuốt cũng không được hành thông như dự kiến. Bạn đưa ra những kế hoạch thoạt nhìn thì triển vọng, nhưng nhìn lại chưa thật sự phù hợp với thực tế, khiến rắc rối liên tiếp xảy đến. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hưởng khắc phục ngay, trở nên làm cổ rồi cuối cùng chuốt lấy thất bại. Tuy nhiên, trên thực tế, tháng ất mão là thời điểm khá thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu có con mắt tinh đời, nhận ra ai là đối tác triển vọng, bạn có thể kiếm được những hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo thu nhập cho bản thân và cả mọi người xung quanh. Ngược lại, nếu đưa ra phán đoán sai lầm, rơi vào cải bậy của kẻ tiểu nhân, thì bạn khó tránh khỏi cảnh hao tài tổn của, mất công mất sức mà mọi việc không được như ý nguyện. Tháng này, bạn mệnh cần phải tiết chế tính nóng nảy, hành sự bất cẩn, gây thù trước oán với nhiều người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết im xui khiến các dự án phải tạm thời chững lại. Tiểu Hào cũng sẽ khiển tổ tiên của con giáp này tiêu hào từng chút một. Trong thời điểm chưa thật sự dư giả như thế này, tốt nhất người tuổi tuốt nên nhắc nhở mình thận trọng trong các vấn đề chi tiêu, không nên mua bản những món đồ không thật sự cần thiết. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Con đường tình duyên của người tuổi tuốt phủ một màu ẩm đạm, đặc biệt là với những người đã có đôi có cặp bạn cần phải thay đổi cách hành sự của mình nếu muốn vận thế thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, bạn và người ấy ít trao đổi, ít tâm sự, thậm chí ai làm việc của người ấy và không quan tâm tới đối phương. Đây chính là dấu hiệu đáng cảnh báo, kẻ thứ ba có thể nhân lúc này để chen chân vào giữa hai người. Hiện tại, bạn có thể cảm thấy thờ ơ vì bạn chưa thấy quý trọng những gì mình đang có. Tuy nhiên, đến khi mất đi rồi, bạn sẽ cảm thấy rất khói tiếc vì trước đây mình đã không cố gắng hàn gắn tình yêu này. Trước khi quá muộn màng, cả bạn và người ấy đều cần phải ngồi lại cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc đang tồn tại giữa cả hai. Với người còn độc thân, bạn không muốn mở lòng với những mối quan hệ mới, dường như những tổn thương trong quá khứ khiến bạn cảm thấy che giặc. Bạn lo rằng những người đến với mình lúc này không thật sự trần thành. Đừng quá lo lắng vì những điều còn chưa xảy ra. Bạn nên tin tưởng vào những điều tích cực bởi xung quanh bạn vốn không thiếu những người chân thành. Hãy để ý xem ai là người luôn quan tâm, chăm sóc bạn, thầm lặng giúp đỡ bạn mỗi khi gặp khó khăn. Tin rằng chỉ cần bạn thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ đến với bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn với người tuổi tuất trong tháng 2 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá lớn liên quan tới tình trạng sức khỏe. Bạn vẫn duy trì được trạng thái ổn định, nhờ vậy mà có sức lực để đối diện với những khó khăn, thách thức xảy ra bất chợt. Tuy nhiên, người tổ tuất cũng nên tránh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như ý muốn. Những lúc như vậy bạn nên trao đổi với mọi người nhiều hơn để cùng tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, hãy gạt bỏ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực bởi công việc dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng cũng có cách giải quyết chỉ cần bạn có đủ quyết tâm mà thôi. Cẩm nang vượng vận cho tân tuổi tuất vào tháng 2 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Cần quyết tâm hơn, không bỏ cuộc khi đứng trước những thách thức quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dân tiểu nhân tuổi thìn tuổi tỵ màu sắc may mắn màu xanh màu nâu hai tuổi canh tuất sinh năm 1970 mệnh kim nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết hãy cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đối tác làm ăn quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thân tiểu nhân tuổi sửu tuổi thân, màu sắc may mắn màu nâu màu đỏ ba tuổi nhâm tuất sinh năm 1982, mệnh thủy, nam sao phân hưởng, nữ sao là hầu, khẩu quyết, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, đòi bền, thiếu quan tâm tới nhau. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hài, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. 4. Tuổi chấp tuất sinh năm 1994, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, hãy mở lòng hơn và cho những người chân thành thêm cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi sủ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Năm, tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, mệnh thổ, năm sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, chi tiêu tổn kém, hạn chế dùng tiền vào việc không cần thiết. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu vàng màu đen